Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Việc chuẩn hóa theo các tiêu chí của Bộ Công Thương giúp các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trở thành một nguồn cung cấp hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu về những sản phẩm hàng hóa chất lượng, cũng như trao truyền qua các thế hệ ở mỗi vùng miền trên cả nước. Thời gian qua, hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của xã phường ở từng địa phương bước đầu đã mang lại hiệu quả nhưng vẫn cần triển khai mạnh hơn nữa nhằm đáp ứng tiềm năng cung cấp của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trong các tỉnh. Tuy nhiên, mỗi xã phường và các doanh nghiệp, nhà cung cấp cần tích cực tạo ra những sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng. Điểm bán hàng OCOP đã và đang là nhịp cầu kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, là cơ sở để mở thêm nhiều điểm bán hàng hơn nữa trong thời gian tới. Việc đưa các sản phẩm OCOP vào các điểm bán hàng OCOP đã thúc đẩy hoạt động kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất cũng như khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và hàng tiêu dùng chất lượng cao. Những cái tỉnh khác ấy, như ví dụ như Quảng Ninh thì là cái hiệu ứng cái OCOP rất là cao, nhưng là Nam Định thì cũng mới, thì nó dân cũng chưa biết đến nhiều. Thì cũng muốn là cái chương trình của tỉnh sẽ quảng bá nhiều hơn nữa để cho những cái sản phẩm OCOP đến bà con hiểu rộng hơn nữa về cái sản phẩm OCOP. Nếu mà cửa hàng chuyên biệt của OCOP của tỉnh ấy, thì sẽ lựa chọn những cái sản phẩm tiêu biểu của đưa vào cái thương mại, đưa vào cái trung tâm OCOP của tỉnh thì nó sẽ hiệu quả nó cao hơn, vì dân sẽ tức là gần như là cái khẳng định cái thương hiệu riêng của tỉnh Nam Định. Nay cả sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình có những cái sản phẩm rất là đa dạng và đảm bảo được cái tiêu chuẩn, vì khi để mà đánh giá được đưa vào tham gia OCOP thì các sản phẩm đều phải được phân tích cả cái đa dư lượng, cả cái chỉ tiêu để đảm bảo được không có dư lượng kim loại nặng hoặc là vi sinh vi khuẩn E. coli hay là tất cả những cái vi khuẩn hoặc là vi sinh vật có hại, thì những sản phẩm mà được đăng ký vào OCOP phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn như vậy và mới được công bố chất lượng sản phẩm. Khi mà những cái sản phẩm OCOP thì ít nhất phải đạt từ 3 sao trở lên thì khi đó sẽ được đưa vào các cái chuỗi cửa hàng của An Nông. Và An Nông sắp tới sẽ yêu cầu một cái khắt khe hơn, có nghĩa 6 tháng cả cái nhà cung cấp đấy sẽ phải hết cái thời hạn sẽ phải test mẫu lại để duy trì được cái sản để đảm bảo được cái sản phẩm ở trên kệ là một cách tốt nhất. Các sản phẩm bày bán tại các điểm bán hàng OCOP này luôn là những sản phẩm được phân hạng đánh giá sao trước khi đưa đến bày bán tại cửa hàng, đồng nghĩa những sản phẩm này hoàn toàn được kiểm định rõ ràng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Việc làm này được coi là phương thức đảm bảo kết nối người tiêu dùng trong nhận diện chất lượng từng loại sản phẩm OCOP. Với cái điểm OCOP 97 Trần Hưng Đạo của thành phố Đồng Hới này thì chúng tôi cũng muốn ở đây là một cái điểm đầu tiên và là một cái điểm nhấn để lan tỏa ra toàn tỉnh và cũng là lan tỏa ra các cái địa bàn của các huyện thị xã trên địa bàn của tỉnh, và cũng như là cái nơi để mà tập trung các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất có cái chất lượng và có cái uy tín của tỉnh về nông sản, để tiến đến là chúng tôi sẽ xây dựng được một cái chuỗi các cái cửa hàng giống như An Nông Farm, cũng như là các một cái chuỗi các cái kênh phân phối các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình. Năm 2019 thì Sở Công Thương cũng được cái sự hỗ trợ của Bộ Công Thương cũng đã là xây dựng và thành một cái điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại cái khu du lịch làng hoa Sa Đéc. Thì phần này là cái điểm đầu tiên của tỉnh, và trong năm 2020 thì là tỉnh cũng đang xúc tiến để mở rộng thêm là các điểm giới thiệu ở các là ở trên địa bàn tỉnh, các trung tâm của tỉnh, rồi là các điểm tham quan du lịch, và song song đó thì cũng là nhờ các Sở Công Thương tỉnh bạn giới thiệu quảng bá tiếp cái sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp đến với là người dân của các tỉnh này. Song song đó thì các tỉnh cũng là muốn là Sở Đồng Tháp cũng là hỗ trợ để giới thiệu kết nối sản phẩm OCOP của các tỉnh. Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP không chỉ là địa chỉ trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng
mà là cầu nối để doanh nghiệp sản xuất đến với người tiêu dùng, vừa tạo điều kiện cho sản xuất phát triển ở mỗi địa phương. Đây cũng là địa chỉ để người tiêu dùng được mua sắm và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các đặc sản, nông sản vùng miền, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các địa phương và cũng là nơi giới thiệu một số sản phẩm của các tỉnh thành khác và người tiêu dùng có thể mua sắm được các sản phẩm đặc sản vùng miền. Theo một số địa phương, hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm ở mỗi xã, phường bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng tiềm năng cung cấp của các đơn vị, doanh nghiệp địa phương cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các điểm bán sản phẩm OCOP, tích cực sản xuất ra những sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng.